Xin chào tất cả mọi người. Xin phép mọi người là chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình của ngày hôm nay. Nội dung của ngày hôm nay của chúng ta là liên quan đến cái môn học là F6 trong chương trình ACCA. Và trong cái chương trình ACCA này thì là nó có tương đối là nhiều môn, 14 môn tất cả. Thì trong đấy 13 môn. Và trong đấy thì F6 là cái môn nó nằm trong cái level là skill. Và là cái môn duy nhất hiện giờ là môn taxation trong chương trình, là môn thuế trong chương trình đó. Thì đối với cả các bạn mà mong muốn là chúng ta nghiên cứu cái chương trình ACCA thì chúng ta cũng cần phải biết đấy là đối với cả cái nội dung trong chương trình đấy thì nó có những cái nội dung gì và những cái đó nó có thực sự là phù hợp đối với cả công việc của mình hay không. Thì thực tế thì cái môn F6 này thì nó rất là phù hợp đối với lại cái công việc hàng ngày của các bạn, cũng giống như các môn học khác. Và đặc biệt là đối với cả các môn học trong ACCA thì có hai cái môn nó gọi là variance, tức là nó phù hợp đối với cả các quốc gia, đó là cái môn thuế và môn luật. Và từ năm 2003 thì ACCA đã, từ năm 2013 ACCA đã cho phép là chúng ta đào tạo cái chương trình ACCA mà môn thuế là thuế Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái topic mà có lẽ kể cả đối với các bạn học ACCA hay không học ACCA, có thể chúng ta cũng đều rất là quan tâm, đặc biệt là các bạn làm ở trong các doanh nghiệp. Và chúng ta sẽ nhìn thấy để có một câu chuyện, đó là có rất là nhiều những cái vấn đề mà khi cơ quan thuế về thanh tra kiểm tra thì có rất nhiều các khoản mà có phải nguy cơ là bị xuất toán. Thì cái khoản mà nguy cơ xuất toán rất là cao đối với đa phần với lại nhiều các đơn vị, đó chính là cái khoản nó gọi là chi phí được trừ, hay trong tiếng Anh nó gọi là deductible expense. Thì trong cái khuôn khổ cái nội dung của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái chủ đề liên quan đến là deductible expense, hay chúng ta gọi là chi phí được trừ, và trực tiếp liên quan đến là employee remuneration, là các khoản liên quan đến tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích chi trả cho người lao động. Vậy thì đối với cả các khoản đó là đối với cả doanh nghiệp sẽ được xử lý như thế nào? Thì trên màn hình slide của các bạn đó là cái nội dung cơ bản trong cái chương trình ACCA F6 Taxation. Mình xin lỗi là hôm nay thì sẽ có một phần là slide của chúng ta là toàn bộ bằng tiếng Anh vì đây là tập trung vào chương trình ACCA. Thế còn đối với lại là phần chia sẻ thì là mình có thể là sẽ tập nói nhiều tiếng Việt hơn, tuy nhiên là có một số các thuật ngữ thì có thể là mình sẽ vẫn giữ bằng tiếng Anh, thì các bạn lưu ý một chút nhé. Thì trong cái chương trình ACCA F6 thì cái môn taxation này là có 5 cái cấu phần. Cấu phần thứ nhất đấy là chúng ta giới thiệu về cái chương trình taxation, hệ thống thuế ở Việt Nam cũng như là cái quản lý thuế ở Việt Nam. Và chúng ta cũng đã biết năm 2019 là chúng ta đã có một luật mới sửa đổi bổ sung và thay thế liên quan đến về luật quản lý thuế, và ở đó thì có rất nhiều các thay đổi rất là cơ bản. Thì họ sẽ có một buổi nào đấy chia sẻ với cả các bạn các nội dung liên quan đến luật này. Thế và có 4 cái loại thuế mà hầu như tất cả các doanh nghiệp đều sẽ gặp phải. Và 4 cái nội dung thuế, mình xin tiếp tục nhé. Và 4 cái nội dung thuế mà nghiên cứu trong chương trình ACCA, đấy là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhà thầu. Thì trong đó cái chương trình về thuế thu nhập doanh nghiệp là cái chiếm cái tỷ trọng điểm lớn nhất trong cái chương trình ACCA khi các bạn thực hiện cái thi môn thi F6 của ACCA. Thì một trong những cái nội dung rất là gọi là lớn trong cái chương trình này đó, trong cái thuế thu nhập doanh nghiệp, đó chính là corporate income tax, thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta tiếp tục cái nội dung tiếp theo của chương trình. Và bây giờ thì đến cái phần deductible expense. Thì trước hết thì chúng ta tìm hiểu sơ bộ đối với cả những cái quy định cơ bản nhất liên quan đến deductible expense. Thì đó là những cái quy định gì ở các bạn? Đấy là những cái điều kiện để một cái khoản chi phí được ghi nhận là chi phí được trừ. Vậy những khoản nào, chi phí nào được ghi nhận là chi phí được trừ? Thì cái thứ nhất, đấy là cái chi phí đấy nó phải là actually. Actually có nghĩa là gì các bạn? Đã thực tế phát sinh. Thứ hai, đấy là nó phải thực tế liên quan đến business. Thì cái thực tế liên quan đến business đó chính là những cái hoạt động mà ví dụ như thế này, là khi chúng ta chứng minh được rằng chi phí tạo ra, phát sinh ra nó phải tạo ra được doanh thu. Và khi mà có bất kỳ một cái điều kiện nào mà nó không đảm bảo được thì chúng ta lại phải quay về cái cơ chế ban đầu để chúng ta xác định. Cái thứ ba nữa mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là cái điều kiện, đó là chúng ta phải đầy đủ hóa đơn chứng từ. Do đó là có rất nhiều đơn vị, đấy là gì, là chi phí thực tế phát sinh nhưng hóa đơn chứng từ không đầy đủ. Và mỗi một cái điều kiện chi phí nó phải có những cái điều kiện hóa đơn chứng từ đi kèm. Và cuối cùng, đấy là đối với cả những cái khoản
mà có giá trị từ 20 triệu trở lên bao gồm cả thuế giá trị gia tăng thì phải thực hiện thanh toán là bằng là thanh toán không dùng tiền mặt. Các bạn nhớ nhé, thanh toán không dùng tiền mặt chứ không phải là thanh toán chuyển khoản, bởi vì có những khoản là không phải là chuyển khoản nhưng nó vẫn là không dùng tiền mặt. Ví dụ như thanh toán bằng xét, ví dụ như là ví điện tử, ví dụ như có một số khoản được coi như là thanh toán không dùng tiền mặt, ví dụ như đối trừ công nợ, thanh toán ba bên, ví dụ như thế chẳng hạn, thì tất cả các khoản đấy cũng được thừa nhận là coi như đấy là các khoản thanh toán không dùng tiền mặt, là non-cash payment đối với cả khoản 20 triệu trở lên. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung quan trọng nhất đối với cả các bạn, đấy là chúng ta đi vào cái khoản lương và thưởng và các khoản có liên quan đến chi phí cho người lao động, những cái lợi ích của công ty chi trả cho người lao động. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc đến cái câu chuyện đấy là gì ạ? Lợi ích chi trả cho người lao động liên quan đến về việc đó là dành cho thuế thu nhập doanh nghiệp nhá, chúng ta không nói về thuế thu nhập cá nhân. Còn có buổi nào đấy cũng có thể chúng ta sẽ chia sẻ về là nếu như đối với cả thuế thu nhập cá nhân thì những cái lợi ích đấy nó sẽ được ứng xử như thế nào thuế thu nhập cá nhân, ví dụ là có được trừ hay là không được trừ, ví dụ như là có phải chịu thuế hay là không phải chịu thuế, thì cái đấy nó sẽ nằm trong cái mảng có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Thế còn đối với lại cái khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của các bạn thì chúng ta phải nhớ là điều kiện tiên quyết nhất đối với lại các khoản lương và thưởng đó là gì, và các khoản liên quan chi trả cho người lao động đó là điều kiện được hưởng và cái mức được hưởng nó phải được quy định rất chặt chẽ trong một trong ba văn bản. Một là employment contract, có nghĩa là hợp đồng lao động. Thứ hai là collective labor agreement, có nghĩa rằng là gì ạ? Đó là thỏa ước lao động tập thể, hoặc là trong những cái quy định của công ty, ví dụ như là nó có thể là quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, có thể là quy định của ban tổng giám đốc, vân vân, là những thứ liên quan đến về những cái nội dung quy định như thế này, thì nó phải nằm trong một trong ba cái đấy. Và điều đặc biệt đấy là gì ạ? Nếu như nó nằm trong từ hai cái trở lên thì không có conflict, có nghĩa là không có một cái sự khác biệt giữa những cái đó. Nếu như có sự khác biệt thì khi cơ quan thuế về quyết toán sẽ thực hiện theo cái mà nó gọi là có thể nó sẽ bất lợi nhất cho chúng ta. Tôi lấy ví dụ như thế này, giả sử trong hợp đồng lao động thì quy định rằng là người lao động là được hưởng là 13 tháng lương, nhưng trong quy chế và không có điều kiện đi kèm, nó luôn có nghĩa rằng là luôn luôn được hưởng 13 tháng lương, nhưng trong quy chế tài chính của công ty thì lại quy định là gì ạ? Người lao động được hưởng 12 tháng lương, còn tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty nếu có lãi. Thế thì cái câu chuyện đặt ra đấy là gì ạ? Khi đấy nếu như năm đó mà công ty làm ăn không có lãi thì chiếu theo hợp đồng lao động thì có nghĩa là vẫn được hưởng tháng lương thứ 13 mà vẫn được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng chưa các bạn? Thế nhưng nếu như mà chiếu theo quy chế của công ty thì lại không được tính vào tháng lương thứ 13 này, lại không được tính vào chi phí được trừ, lý do là không đáp ứng được điều kiện là kinh doanh có lãi. Như vậy bởi vì tại sao cái điều kiện các bạn đưa ra đó là gì, là phải kinh doanh có lãi thì tôi mới được hưởng. Chính vì vậy trong nhiều công ty thì đa phần người ta lấy cái tham chiếu chính, đấy là chính là tham chiếu là quy định của công ty qua từng thời kỳ. Thế còn hợp đồng lao động và thỏa ước lao động thể thì một số các khoản đấy nó sẽ tham chiếu sang cái quy chế tài chính của công ty để đảm bảo là sẽ không bị một cái khái niệm nó gọi là không nhất quán, và như vậy sẽ đảm bảo cái yếu tố chi phí được trừ tốt nhất cho doanh nghiệp. Và cái mà chúng ta nói là gì ạ? À, điều kiện được hưởng và mức được hưởng phải quy định rất rõ. Ví dụ như tôi vừa nói đấy là gì ạ? À, điều kiện được hưởng là công ty phải làm ăn có lãi, mức được hưởng là tháng lương thứ 13. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì như vậy là chi phí được trừ. Chứ còn nếu như bây giờ chúng ta nói là gì ạ? Công ty sẽ có thưởng cho những người làm kinh doanh chẳng hạn, sale chẳng hạn, vào cuối năm. Và không nói là gì ạ? Mức thưởng là bao nhiêu cho từng đối tượng như thế nào và điều kiện được hưởng là gì, thì sau này các này thì sẽ không được tính. Phải nói như này này, đối với bộ phận kinh doanh thì nếu như doanh số năm sau mà tốt hơn năm trước, ví dụ 20% chẳng hạn, thì bộ phận kinh doanh sẽ được thưởng ở cái mức là ví dụ như là 10% của cái phần vượt trội 20% đó, tôi lấy ví dụ là như vậy, thì cái đấy thì mới được tính vào là chi phí được trừ. Thế do đó bây giờ về các bạn sẽ rà lại xem là trong cái văn bản của các bạn ở trong công ty liệu là nó có những cái sự gọi là ảnh hưởng gì đối với cả cái quy định mà chúng ta không rõ ràng đấy hay không, hoặc đối với cả những người mà hiện giờ mà chúng ta không, tức là chúng ta đang học chương trình ACCA, thì bạn phải lưu ý đấy, đề thi của các bạn nó cũng sẽ có cái nội dung này, và có những cái đề thi nó có nội dung này, nó sẽ đưa ra là gì ạ? Những cái điều kiện nó rất là mập mờ chẳng hạn, hoặc là những cái mức mà nó không rõ ràng, thì đấy chúng ta cũng phải làm cái thủ tục là gì ạ? Xuất toán ra cái khoản đấy và không được tính vào chi phí được trừ. Riêng đối một số khoản phải được quy định rất là rõ,
Ví dụ như ở trong hợp đồng lao động quy định rằng là đối với cả các người lao động mà có cái khoản về housing allowance, tức là nó gọi là phụ cấp tiền nhà ấy, thì công ty sẽ được trừ cái khoản, nếu như cái khoản được quy định cụ thể ở trong hợp đồng lao động đối với cả người lao động, bởi vì không phải ai cũng có cái phụ cấp tiền nhà đấy. Cái khoản thứ hai nữa mà cái khoản này là trên thực tế, kể cả trong bài thi cũng như là trên thực tế các bạn rất dễ nhầm, đó là cái khoản là chi trả tiền học cho con người ngoài học ở tại Việt Nam, và từ cái cấp là mẫu giáo cho lên đến cái cấp là hết trung học, tức là từ cái high school trở xuống đó, thì nếu như công ty chi trả trực tiếp cho trường học và có đầy đủ hóa đơn chứng từ và điều khoản đấy được quy định ở trong hợp đồng, thì khoản đấy sẽ được tính vào cái là chi phí được trừ cho doanh nghiệp, nhưng với điều kiện người lao động đấy phải là foreigner, có nghĩa là người nước ngoài. Do đó nếu như công ty chi trả cho ông tổng giám đốc là cái tiền là trả chẳng thẳng cho trường học, cho để cho con tổng giám đốc học ở tại Việt Nam, mà con tổng giám đốc đấy lại không phải là, mà người tổng giám đốc đấy không phải là người nước ngoài mà là người Việt Nam, thì khoản này lại không được trừ. Thì cái đấy chúng ta phải rất rõ ràng, vì ở đây rất là có rất là nhiều người là bị nhầm cái khoản này. Cái thứ ba nữa là đối với lại là những cái chuyên gia nước ngoài mà do chúng ta phối hợp với cả một bên nước ngoài họ cử chuyên gia sang đây và chúng ta sẽ phải chịu tiền ăn ngủ cho họ, thì cái khoản ví dụ như khách sạn cho họ đấy thì được tính vào chi phí được trừ. Thì đấy là nếu như có trong cái quy định hợp đồng giữa hai bên, ví dụ như là chúng ta có là công ty mẹ là cử người sang để hỗ trợ trong cái việc là nâng cao năng lực chẳng hạn, rồi là hỗ trợ về quản lý vân vân, thì cái khoản đấy sẽ được tính vào chi phí được trừ. Một cái nội dung tiếp theo nữa đó là chúng ta nói về là các khoản phụ cấp. Thì các khoản phụ cấp thì nếu như một số các khoản phụ cấp mà chúng ta có quy định ở trong hợp đồng lao động và điều kiện và mức được hưởng giống như là lúc nãy chúng ta vừa nói mà phù hợp, thì chúng ta sẽ được tính vào chi phí được trừ. Nhưng riêng đối với cả là phụ cấp trang phục thì các bạn lưu ý này, đối với phụ cấp trang phục thì không bị giới hạn về mặt giá trị, đối với trang phục về giá trị nếu như chúng ta là đặt may của nhà may và cung cấp trực tiếp cho người lao động. Còn nếu như thanh toán bằng tiền mặt thì đôi chúng ta sẽ bị giới hạn đến là 5 triệu đồng cho một người một năm, tính vào chi phí được trừ. Các bạn có thể vừa có phụ cấp bằng tiền mặt và đồng thời vừa có thể là cấp quần áo cho người lao động. Và cơ bản đấy là gì ạ? Không vượt quá cái ngưỡng. Còn nếu chúng ta cấp tiền mặt mà vượt quá là ví dụ như 7 triệu chẳng hạn thì 2 triệu sẽ không được tính vào chi phí được trừ. Riêng đối với cả những cái doanh nghiệp mà làm trong cái lĩnh vực mà nó đặc thù thì lúc đấy chúng ta sẽ có special tình huống chịu, đặc biệt thì sẽ có quy định, còn nó sẽ có những cái văn bản thống nhất riêng đối với cả Bộ Tài chính để có những cái ngưỡng riêng cho những cái đơn vị đó. Đối với lại là cái chi phí về công tác phí và chúng ta gọi là đi công tác, thì đối với cả chi phí công tác thì nó sẽ có hai cái, và cái này là rất nhiều doanh nghiệp bị vướng này, bị mắc này, mắc vấn đề nhá. Và kể cả trong bài thi của các bạn phải rất lưu ý là nếu như trong quy định của chúng ta là khoán, nếu là khoán thì cái mức khoán đấy phải phù hợp đối với cả những cái doanh nghiệp nhà nước có quy định theo của Bộ Tài chính. Đối với cả doanh nghiệp mà không thuộc khối nhà nước thì đôi chúng ta sẽ có một cái đấy là gì ạ? Là quy định ở trong quy chế tài chính của công ty. Và như vậy khi mức khoán đấy thì không cần phải lấy hóa đơn chứng từ vẫn được tính vào chi phí được trừ. Thế nhưng đối với cả những cái khoản mà chúng ta là quy định trong quy chế chúng ta là theo thực tế thì phải có hóa đơn chứng từ. Nhưng khi qua thực tế thì lại rất nhiều doanh nghiệp lại quy định là như thế này. Ví dụ như là đối với lại đồng chí giám đốc chẳng hạn là đi công tác thì được nghỉ ở khách sạn tối đa là không quá là 1 triệu, 1 triệu 500 đồng, tức là phải chi phí thực tế có hóa đơn chứng từ nhưng không quá 1 triệu 500 đồng cho một đêm, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì nếu như anh ta lại ở là 2 triệu đồng thì lúc đấy lại không được tính vào chi phí được trừ khoảng 500 chênh lệch, mặc dù được tính vào mặc dù là được tính vào trong cái gọi là tức là được quy định ở trong quy chế, nhưng bởi vì nó vượt cái ngưỡng đó nó lại không được tính trừ. Tương tự như vậy tôi lấy ví dụ như là ông giám đốc thì ở 1,5 triệu rồi, nhưng mà quy định là gì ạ? Trưởng phòng thì lại chỉ ở được cái mức là quy định trong quy chế là mức tối đa là 800.000. Thế thì nhưng mà vì là trưởng phòng đi cùng với cả giám đốc mà ở cùng khách sạn đấy thì giá bèo nhất nó lại là 1,5 triệu rồi. Thì khi đấy là ông trưởng phòng ông ở là gì ạ? Ông ở có 500.000 thôi. À, ông ở có 800.000 thôi thì ok, nhưng mà bây giờ phòng đấy, khách sạn đấy không có cái phòng tốt hơn. Xin lỗi, cái phòng rẻ hơn, thế mà không lẽ lại đi ngủ ở khách sạn khác với cả giám đốc, thì sau đó lại ở cùng với giám đốc luôn trong cùng khách sạn và cũng ở phòng 1,5 triệu, thì sau này về sẽ bị xuất toán là 700.000. Thì do đó là trong quy chế nếu mà nó có một điều kiện mở đấy là gì ạ? Tùy từng trường hợp thì là giám đốc sẽ phê duyệt riêng chẳng hạn, thì lúc đấy lại có thể lại là gì ạ, nới lỏng được cho cái đấy là tình huống đấy, tình huống phê duyệt riêng riêng. Thì cái này thì là đối với cả các bạn mà khi chúng ta làm bài thi
chương trình ACCA thì thông thường là sẽ đưa ra ở cái ngưỡng đấy là khoán. Nhưng trên thực tế, nếu các bạn làm thực tế thì nó sẽ có cái việc là gì ạ? Khi chúng ta cân nhắc giữa khoán và theo chi phí thực tế thì các bạn phải để ý đến cái quy chế tài chính của chúng ta có hay không. Và cái mức khoán nếu có thì cũng phải nằm ở trong quy chế của công ty. Một số các khoản mà chi phí liên quan đến tiền lương, tiền công là chắc chắn không được trừ. Đó là những khoản gì? Cái khoản thứ nhất, đấy là những cái khoản mà chúng ta đã gọi là accrue, có nghĩa là gì ạ? Đã trích lập, nhưng trên thực tế lại không chi hết hoặc không có chứng từ chứng minh là đã chi, thì đương nhiên là không được trừ. Cái thứ hai, nó một cái khoản này là rất dễ bị nhầm các bạn nhé, là cái khoản redundancy này này. Cái khoản redundancy đấy là khoản gì? Đấy là cái khoản mà chi trả cái phụ cấp thất nghiệp cho người lao động, mất việc làm cho người lao động. Thì đã từ lâu lắm rồi, đấy là gì ạ? Là cơ quan thuế không cho phép được trích lập quỹ này và không cho phép được tính và chi phí được trừ quỹ này từ khi bắt đầu có bảo hiểm thất nghiệp. Bởi vì nếu người lao động mà không có, người lao động bị nghỉ việc thì đã có bảo hiểm thất nghiệp họ chi trả, do đó là công ty sẽ không thực hiện chi trả cái khoản này, và nếu công ty thực hiện chi trả khoản này thì không được tính vào chi phí được trừ. Một cái khoản nữa đấy là lương, tiền lương mà chi trả cho là gì ạ? Chủ doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân hoặc là doanh nghiệp mà trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà là cá nhân, vì chúng ta có hai loại trách nhiệm hữu hạn nhé. Một là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, và một là trách nhiệm hữu hạn thành viên là cá nhân, thì lương là không được, hoặc là lương hoặc là thù lao trả cho những người mà không tham gia trực tiếp điều hành của công ty, ví dụ như là hội đồng quản trị chẳng hạn, thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ. Và một cái khoản nữa rất là lưu ý, và slide sau chúng ta sẽ nói về cái khái niệm về là quỹ, trích lập quỹ tiền lương, thì đây chính là cái khoản mà nó liên quan đến là gì các bạn? Nếu như mà lương chi trả cho người lao động mà đến ngày quyết toán, có nghĩa là gì? Là nếu như năm tài chính của các bạn là năm 31 tháng 12 năm 2019 mà đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 mà có cái khoản là trích lập, ví dụ như tháng lương thứ 12, lương tháng thứ 12 mà chưa chi trả đến ngày 31 tháng 12, chưa đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 chưa chi trả, thì khoản này không được tính vào chi phí được trừ nữa. Tại sao lại có quy định này? Là để gọi là khuyến khích cho doanh nghiệp là phải đáp ứng chi trả đầy đủ cái lương cho người lao động kịp thời. Chứ anh mà nợ quá 3 tháng tiền lương thì cũng là cả một vấn đề rồi, đúng không các bạn? Và vì vậy nên là sẽ có cái quy định đó. Tuy nhiên, lại có một cái quy định là gì ạ? Nếu trong trường hợp công ty có trích lập quỹ tiền lương thì được chi trả từ quỹ tiền lương đó. Có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta trích lập quỹ tiền lương, quỹ dự phòng tiền lương thì lúc đấy chúng ta đã tính vào chi phí một lần. Và sau này là cái khoản chi kia mà sau ngày 31 tháng 3 ấy, thì sẽ được tính vào là cái quỹ tiền lương đấy, chứ không tính vào, chứ không bị xuất toán. Tức là gì? Là bản thân là đã một lần được tính vào chi phí khi chúng ta ghi chi phí lương này, và có là nợ chi phí lương, và có là chi là quỹ dự phòng tiền lương, đúng không ạ? Thì sau này chúng nó sẽ ghi nợ quỹ dự phòng tiền lương. Thì nếu như sau này mà chúng ta có thực hiện chi trả sau ngày 31 tháng 3 năm 2020. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem, tìm hiểu xem là vậy cái quỹ dự phòng tiền lương của chúng ta thì cái quy định của nó là như thế nào. Thì các bạn lưu ý, quỹ dự phòng tiền lương đấy là gì? Là mức tối đa các bạn được trích quỹ dự phòng tiền lương đấy là 17% quỹ lương thực hiện ở trong năm, nhưng lại tính đến cái ngày quyết toán. Có nghĩa là bản chất là quỹ lương thực hiện của 15 tháng nhưng liên quan đến cái năm của chúng ta. Có nghĩa là như thế này, chúng ta trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm 2019 thì chúng ta sẽ tính là các tiền lương thực chi trong năm 2019 và thực chi trong 3 tháng đầu năm 2020 nhưng liên quan đến tiền lương của năm 2019. Chưa các bạn? Như vậy này, ví dụ như thế này, tiền lương thực chi của các bạn là đến tháng, được tiền lương mà chúng ta tính gọi là accrue ấy, tức là trích lập quỹ tiền lương, trích lập tiền lương và tiền lương đã thực chi đến 31 tháng 12, tức là cứ mỗi tháng là 1 tỷ đi, thì đến 31 tháng 12 đấy là 12 tỷ. Nhưng trong 12 tỷ đấy thì đến 31 tháng 12 chúng ta mới chi có 11 tỷ thôi. Còn 1 tỷ lương của tháng 12 là đến năm 2020 chúng ta mới chi. Thì nếu lương 2020 mà chúng ta chi trong vòng 3 tháng đầu thì như vậy tổng chi của quỹ tiền lương thực hiện của năm 2020 của năm 2019 sẽ là 12 tỷ, đúng không các bạn? Thì lúc đấy chúng ta sẽ tính là gì ạ? 17% của 12 tỷ. Nhưng nếu như giả sử là gì ạ? Chúng ta là đã tính là chi phí tiền lương là 2019 là 12 tỷ, nhưng thực chi cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 mới là 11 tỷ. Và chúng ta nhìn thấy đấy là gì? À, chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là cái tiền quỹ tiền lương thực hiện của bạn lúc đấy nó chỉ có 11 tỷ, và như vậy 17% chúng ta chỉ tính trên 11 tỷ mà thôi. Bạn lưu ý cái chỗ đó. Và khi trích lập quỹ dự phòng tiền lương 17% xong
thì trích lập xong thì công ty không có lỗ. Có nghĩa là nếu mà lỗ thì các bạn không được trích 17%, rồi các bạn trích 15% xong là lời lãi của công ty nó bằng không, thì các bạn được trích đến tối đa là 15%, chứ không được trích 17% nữa, chưa các bạn. Và có một cái quy định đấy là gì ạ? À? Sau 6 tháng từ khi kết thúc năm tài chính mà chúng ta không thực hiện chi trả hết cái quỹ tiền lương, quỹ dự phòng tiền lương, thì quỹ dự phòng tiền lương đấy nó sẽ hoàn nhập lại. Nó hoàn nhập như là các khoản dự phòng khác, chỉ có điều các khoản dự phòng khác thì thông thường là phải đến tháng hết năm sau thì các bạn mới bị hoàn nhập, đúng không các bạn? Còn quỹ dự phòng tiền lương chúng ta sẽ hoàn nhập sau sau 6 tháng, có nghĩa là đến 30 tháng 6 là chúng ta phải hoàn nhập nếu như chúng ta không chi hết với các cái khoản quỹ đó. Thì đấy là cái mà chúng ta phải rất lưu ý khi mà chúng ta thực hiện. Và ở đây đấy là gì ạ? Đối với cả doanh nghiệp là vô cùng quan trọng về cái việc là gì ạ? Có bị xuất toán hay không. Và khi hoàn nhập thì khoản hoàn nhập này sẽ ghi là giảm chi phí tiền lương của năm sau, tức là đến 30 tháng 6 năm 2020 mà không sử dụng hết cái dự phòng tiền lương của năm 19 thì sẽ hoàn nhập vào năm 20. Và thì sẽ hoàn nhập và tính vào chi phí tiền, giảm chi phí tiền lương của năm 2020. Một cái nội dung tiếp theo mà chia sẻ cho các bạn đấy là các khoản đóng góp tự nguyện. Vậy những cái khoản đóng góp tự nguyện của chúng ta thì nó có 6 cái khoản mà liệt kê trên màn hình của các bạn. Thứ nhất là quỹ hưu trí tự nguyện, thứ hai là bảo hiểm hưu trí tự nguyện, thứ ba đấy là tiền bảo hiểm có gọi là life insurance, tức là bảo hiểm nhân thọ. Rồi các khoản mà đóng góp phần vượt trên cái mức đóng góp bắt buộc của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên quan đến những cái quỹ an sinh xã hội. Thì đối với cả bốn cái khoản này thì ngoài cái việc là điều kiện được trừ ở đây có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì nó còn phải được quy định ở trong một trong ba cái văn bản mà lúc nãy chúng ta vừa mới nói xong, đó là diện hợp đồng lao động hoặc là thỏa thuận tập thể hoặc là các quy định của công ty, thì các khoản này mới được tính vào chi phí. Thế còn hai cái khoản mà không cần quy định ở trong hai trong ba cái văn bản đấy chính là gì ạ? Là cái quỹ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế và quỹ là bảo hiểm thất nghiệp nếu mà đóng mà bổ sung. Thì như vậy chúng ta sẽ không cần thiết là phải nằm trong quy định của ba văn bản kia. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Bởi vì đây chúng ta được gọi là gì ạ? Các quỹ tự nguyện. Thì khi mà chúng ta đóng góp các quỹ hoặc các bảo hiểm tự nguyện thì có nghĩa rằng chỉ được tính vào chi phí được trừ nếu như mà những cái khoản bắt buộc đã phải tính đóng rồi. Tôi lấy ví dụ là gì ạ? Nghĩa vụ công ty phải đóng các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là đã đóng đầy đủ rồi thì những khoản này mới được tính vào chi phí được trừ. Chứ còn nếu khoản bắt buộc mà chưa đóng đủ thì những khoản này sẽ không được tính vào chi phí được trừ. Đấy là những cái điều kiện tiên quyết. Và đồng thời nữa là mức tối đa để tính vào chi phí được trừ cho người lao động đấy là gì ạ? 3 triệu đồng cho một người trong một tháng. Có nghĩa rằng là gì ạ? Nếu như mà ví dụ các khoản này các bạn cộng lại thành 4 triệu thì chúng ta được chính chi phí được trừ là 3 triệu thôi, còn 1 triệu sẽ không được tính vào chi phí được trừ. Ở đây các bạn cần phải lưu ý này. Cái lúc trước ý, thì ở đây có rất nhiều các đơn vị mà không để ý nhé. Thì từ thông tư 25-2018 thì trước cái thông tư 25-2018 thì cái khoản life insurance này, cái khoản gọi là bảo hiểm nhân thọ này là không bị khống chế trong cái 3 triệu này đâu. Và trước cái thời điểm đấy thì cái mức kép này nó không phải là cái mức tối đa, không phải 3 triệu mà nó là 1 triệu. Thì nó không có cái life insurance ở trong đấy. Thế còn bây giờ là gì ạ? Đưa life insurance vào trong cái khống chế của cái đóng góp tự nguyện này và đưa cái kép này lên là 3 triệu từ cái thông tư 25-2018 đấy, bạn phải lưu ý. Bởi vì lúc trước là có thể có những doanh nghiệp là tính theo cái cũ là không bị khống chế về cái bảo hiểm nhân thọ, có thể đóng cho người lao động cái bảo hiểm nhân thọ rất là cao. Thì giờ chúng ta phải xem xét là có được tính vào chi phí được trừ cái khoản đấy hay không để tính toán lại. Thì trong bài thi của các bạn hiện giờ là, vì là bài thi của chúng ta là sẽ đối với các bạn học ECC, thì bài thi của các bạn là sẽ tính đối với cả văn bản pháp quy mà ra vào cái thời điểm 31 tháng 12 của năm liền trước để tính cho năm sau, kỳ thi của năm sau, do đấy cái văn bản này là có hiệu lực. Và bạn lưu ý là cái ngưỡng của chúng ta là 3 triệu và đã bao gồm. Và cái nội dung cuối cùng muốn chia sẻ với cả các bạn đó là đối với cả những cái khoản khác. Các khoản khác đó là gì? Đó là cái thứ nhất là các khoản là chi phí trả thêm. Mà cái này là rất đặc biệt các bạn nhé. Chi phí trả thêm cho lao động nữ và chi phí trả thêm cho người là lao động thiểu số, dân tộc thiểu số. Thế nào được gọi là chi phí là trả thêm? Trả thêm là có nghĩa là gì? Họ là một người lao động thì họ cũng được chi trả như những người lao động khác thì không được tính vào khoản này. Đây chỉ trả thêm dành riêng lao động nữ, là do đặc thù của lao động nữ là gì ạ? Sinh con thì được nghỉ 6 tháng nhưng vì yêu cầu của công việc nên phải đi làm sớm. Vì vậy cái khoản trả thêm đấy là bù, là cái tiền mà tiền lương để trả thêm. Thế rồi là đối với cả các doanh nghiệp mà có cô nuôi dạy trẻ chẳng hạn, thì cái tiền lương trả cho cô nuôi dạy trẻ, rồi là những cái tiền mà học để chuyển
chuyển vị trí công tác, công việc do là không còn phù hợp nữa, vân vân, do là thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp, thì những khoản trả thêm đấy dành riêng cho lao động nữ thì chúng ta sẽ được tính vào chi phí được trừ. Hoặc là những cái khoản trả thêm dành cho người lao động thiểu số chúng ta cũng được tính vào khoản chi phí được trừ. Những cái khoản mà ví dụ như là bù lương để đi học, trong quá trình đi học để đủ 100% lương, thế rồi là tiền nội trú vân vân, thì những khoản đấy là sẽ được tính vào chi phí được trừ. Nhưng nó có một cái đặc điểm tốt hơn nữa, các bạn có biết đấy là gì không ạ? Đó là ngoài cái khoản được tính vào chi phí được trừ đấy, thì nó được còn một cái khái niệm nữa được gọi là double deduction, có nghĩa được trừ hai lần. Được trừ hai lần là một lần được chi phí được trừ rồi nhá, còn một lần nữa đấy là gì ạ? Được trừ ra khỏi tiền thuế. Có nghĩa là gì? Là nếu như cái khoản đó là đã được trừ vào chi phí được trừ rồi, là đã được giảm 2% tiền thuế rồi, bây giờ lại được trừ vào chi phí tiền thuế nữa, do đó lại còn được trừ nhiều hơn nữa. Được chưa các bạn? Trừ nhiều hơn nữa như vậy là gì ạ? Coi như là bạn được trừ vào tiền thuế, có nghĩa là gì ạ? Nhà nước chi hộ cho bạn cái khoản đấy. Trừ vào tiền thuế coi như nhà nước chi hộ cho bạn cái khoản đấy. Tất nhiên là có điều kiện. Thứ nhất đấy là gì ạ? Khoản đấy phải được hạch toán một cách riêng lẻ, có thể là chi tiết được cái khoản đấy. Và cái thứ hai là riêng đối với lao động nữ thì nó phụ thuộc vào là chỉ trong một số ngành nghề thôi. Ví dụ như là áp dụng đối với lại doanh nghiệp vận tải, sản xuất, giao thông, vận tải, tức là vận tải này, sản xuất và xây dựng mà sử dụng nhiều lao động nữ, là doanh nghiệp là từ 10 đến 100 lao động nữ thì phải chiếm ít nhất là 50% tổng số lao động của người của doanh nghiệp. Và từ 100 người lao động nữ trở lên thì là chiếm là tối thiểu là 3% lao động của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đấy thì sẽ được áp dụng cái điều khoản double deduction này và sẽ rất có lợi, bởi vì là gì ạ? Được trừ ra cái khoản coi như tiền chi trả bao nhiêu là cơ quan thuế là trả hoàn lại bằng cách là giảm trừ cái tiền thuế cho họ. Và cái khoản cuối cùng của chúng ta đấy là cái khoản nó gọi là employee welfare, có nghĩa là những cái khoản mà lợi gọi là phúc lợi cho người lao động, phúc lợi cho người lao động ví dụ như là ma chay hiếu hỉ ốm đau nghỉ mát vân vân, thì những cái khoản phúc lợi cho người lao động thì chúng ta biết là gì ạ? Ngày xưa phúc lợi cho người lao động thì chúng ta sẽ phải được tính vào cái khoản gọi là quỹ phúc lợi cho người lao động, mà cái quỹ đấy thì đương nhiên là gì các bạn, là phải được trích sau thuế, thì vậy coi không được tính vào chi phí được trừ. Nhưng bây giờ là gì ạ? Được phép tính vào chi phí được trừ nhưng nó bị khống chế là tối đa là một tháng quỹ tiền lương thực hiện, mà tháng quỹ tiền lương hiện như chúng ta đã nói rồi đó là gì ạ? Phải thực tế đã phát sinh ở trong năm đó thì được tính là như vậy. Và như vậy là mình đã chia sẻ đối với cả các bạn tất cả cái nội dung liên quan đến về các khoản là chi phí được trừ dành riêng cho khoản các khoản liên quan cho người lao động, tiền lương, tiền công và các khoản có liên quan, và đặc biệt là có thể là phù hợp đối với cả các bạn đang làm ở các doanh nghiệp cũng như là đối với cả các bạn đang học chương trình ACCA, và để cho chúng ta làm sao đối với công việc của công tác của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ làm tốt hơn, đối với học ACCA của chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Thì bây giờ sẽ đến cái phần là nếu bạn có nào có câu hỏi thì các bạn raise hands và chúng ta sẽ các bạn giơ tay và sẽ để các bạn nói, bật mic để các bạn nói, hoặc là các bạn có thể là chat vào trong cái khung chat. Thì như vậy là chúng ta sẽ cùng với cả nhau là trao đổi cái nội dung có liên quan đến phần nội dung đã học. Thế và ngoài ra thì hiện giờ đối với cả cái chương trình của Vietsourcing thì hiện giờ thực ra có, trong tháng này có một cái chương trình rất đặc biệt các bạn ạ. Đấy là sinh nhật của Vietsourcing 14 tuổi trong cái tháng 8 này. Và vì thế nên là đối với cả có rất nhiều những cái chương trình gọi là ưu đãi vô cùng đặc biệt đối với tất cả các học viên. Thứ nhất là đã và đang học ở Vietsourcing, thứ hai là có nhu cầu học tiếp tục ở chương trình ở Vietsourcing, là ví dụ một số các chương trình là có cái giảm học phí lên đến 70%, có nghĩa chỉ cần đóng 30% thôi và được học full chương trình. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì trong đấy có một số các nội dung là mình cũng tham gia trực tiếp là giáo viên của Vietsourcing đối với cả một số các chương trình, kể cả chương trình ACCA đối với cả hoặc là ICW hoặc các chương trình ngắn hạn đối với cả chương trình do Vietsourcing là cung cấp, bao gồm cả các môn học online và offline. Thì còn cụ thể như thế nào thì các bạn có thể truy cập vào fanpage, vào Facebook, vào website của Vietsourcing để chúng ta tìm hiểu các thông tin này. Nếu mà các bạn có quan tâm hoặc các bạn để lại cái comment ở đây để các bạn ở trong Vietsourcing bạn có thể biết và có thể trả lời cho mọi người. Thực ra là bình thường thì mình hay làm livestream ở trên Facebook. Đây là lần đầu tiên thử làm ở trên Microsoft Teams xem nó như thế nào. Thì do đó là nó cũng sẽ có một số cái trục trặc ngoài mong muốn, thì rất mong tất cả các bạn là thông cảm. Thế là bây giờ thì để dành cho các bạn nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi gì. Xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, giấc ngủ ngon để sáng mai có một cái sức khỏe tuyệt vời. Rất cảm ơn tất cả các bạn.